Hello, chào các bạn nhé. Hôm nay tôi làm một cái video chia sẻ cho các bạn về cái khoan bắn vít các bạn ạ. Đây là một khoan bắn vít không có chổi than các bạn nhé. Thì nó chuyên dùng cho cái việc chúng ta bắt vít này, tháo ốc vít này và chúng ta khoan sắt, khoan gỗ. Đó, ứng dụng rất nhiều việc mà nó rất bé và xinh xắn các bạn nhé. Đó. Thì đây các bạn thấy đây. Cái máy này nó có 2 pin. Đó. Pin mỗi một quả pin nó tương đương với tầm khoảng 3 ampere giờ. Đó, 3 ampere giờ. Đấy, thế còn có một cái sạc đi kèm đây và một máy đây. Thì cái máy này nó không có chổi than các bạn ạ. Đó, nó chạy không có chổi than, nó rất là hay. Máy này có chế độ khoa bắt vít là nó có chế độ lực trượt và một cái chế độ nữa là với chế độ bắt vít thì nó sẽ có lực trượt, được chưa? Nó có lực trượt. Mỗi một lực trượt này thì nó tương đương với một cái lực vặn khác nhau các bạn nhé. Đấy là chạy để chế độ bắt vít. Còn riêng ở mũi khoan này thì chúng ta không có lực trượt, nó ở chế độ khoan. Đấy, thì hai cái máy này có hai tính năng dùng chính là như vậy. Thế còn về cái điều chỉnh tốc độ thì phía trên này nếu có H là tốc độ cao. Còn cái chữ L này là tốc độ thấp. Đó. Đây là tiếng Anh nó viết tắt giữa từ lao và từ high các bạn ạ. Cho nên là hai cái tính năng này thì nó dẫn đến cái việc mà chúng ta sử dụng vào cái việc bắt vít và bắn khoan, thì là bắn khoan mái tôn cũng được. Đó. Rất là ok. Đấy. Thế thì tôi thử test cho các bạn xem luôn nhá. Xem con này nó có chạy có ra gì không nhá, hay là lại lỗ mấy thằng bán nói lỗ nó khoác nhá. Bây giờ tôi thử bắn bằng cách là tôi lấy con vít rồi bắn vít luôn các bạn ạ. Đây. Tôi cắm với các bạn xem nhá. Đó. Các bạn nếu mà để chế độ, đây tôi giả sử các bạn xuất phát đầu tiên này, các bạn để chế độ lực trượt là 3 thì cái này vặn nó vào sẽ căng cái trượt này. Đó, được chưa? Tức là nó sẽ giúp chúng ta bắt vít, bắt có những con vít này nó không bị trượt gen. Đó, không bị trượt giác. Đó. Nhất là bắt đồng vít nhựa đây, nếu lực lên 7 thì nó lực căng một tí. Đó, nó mạnh hơn một chút. Đó, nó phải lực mạnh hơn một chút. Thế lên lực 11 thì nó mạnh hơn một chút. Đó, thì nó mới dừng lại được. Đủ 7 như thế. Và cao nhất là 23 các bạn nhé. Đây này 23. 23 thì là cái lực căng nhất. Thì cái này vặn trường hợp ốc rất là căng thì nó mới có thể dừng lại được. Tức là bản chất ở đây nó chỉnh cái lực trượt để chúng ta vặn vào cái ốc xem nó có bị trượt ra hay không. Đấy, chúng ta với mỗi một cái ốc chúng ta vặn ở một cái lực khác nhau thì đây là cái điều chỉnh lực của họ rất là hay nhá. Thế trong cái điều chỉnh lực chúng ta chọn điều chỉnh lực rồi, nhưng chúng ta nếu mà để tốc độ cao thì nó sẽ vặn không bằng được cái để tốc độ thấp. Đó. Các bạn để tốc độ thấp thì càng để tốc độ thấp thì lực trượt nó sẽ là càng khỏe các bạn hình dung không? Tôi giả sử là bạn để chế độ 13 là với cái tốc độ là thấp này thì lực bắt đầu vặn sẽ lớn hơn cùng là 13 ở cái tốc độ cao, bạn hình dung chưa? Vì tốc độ nguyên tắc là khi chúng ta ở vật lý lớp 7 nói là gì? Lợi về lực thì thiệt về đường đi. Khi mà chúng ta có tốc độ nhanh thì lực nó sẽ yếu và tốc độ chậm thì lực nó sẽ khỏe. Cái này ở vật lý lớp 7 các bạn nhé. Thế rồi ngoài ra thì chúng ta chuyển sang chế độ đó là đây, khoan đây, chúng ta khoan rất là ok. Đó, chúng ta khoan thoải mái luôn. Bây giờ tôi thử bắt khoan xem là bắn vít được cái tôn này không nhá. Tôi thử mấy cái xem bắn thế nào. Đó, đây có vít tôn này. Nhưng hộp tôn này cũng được độ mấy ni, không phải là quá dày. Nhưng thì bắn không được các bạn xem nhá. Nếu mà để cái tốc độ bắn với tôn thì chúng ta để cái tốc độ cao, chạy tốc độ cao thế nhá. Đó, dạ, rồi. Thử nữa nhá. Đó. Cái ốc vít này thì bắn được như thế này thì cái con khác thì ok ngay các bạn hiểu không? Đó, ok. Thế thì cái này bắn thì ngon rồi. Thế thì nếu mà kiểu mà bắn cái loại này thì quá đơn giản, bắn cái loại vít bốn cạnh như này thì đơn giản quá đúng không? Đó, bởi vì bốn cạnh này thiết diện nó rất là nhỏ, càng dễ bắn hơn. Đó. Đó, bắn này quá dễ rồi. Đó. Đây là chúng ta để tốc độ cao, tốc độ chậm thì nó còn khỏe hơn.
Bạn thấy không? Rất là chắc chắn. Cái này nó có sạc, khi chúng ta dùng xong thì có hai pin thay đổi nhau. Các bạn thay một quả pin ra chúng ta tự cắm sạc. Có thể chúng ta đang dùng cái máy này thì chúng ta lại ở quả pin này thì chúng ta sẽ cắm sạc ở quả pin này. Đó, nó hay là như vậy, nó hay là như vậy. Rồi, qua video này cho các bạn biết thêm một cái cách sử dụng cái khoan và cái tính năng của nó. Và tôi sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn nếu thấy cái video này có ý nghĩa với người nào đó thì các bạn chia sẻ cho họ. Hoặc các bạn có những thắc mắc hỏi gì ở phía dưới thì các bạn có thể comment ở dưới video này của tôi. Rồi, chào các bạn. Hẹn các bạn ở một video khác.